các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra ở Mosul vào hôm thứ Ba, một ngày sau khi Thủ tướng Iraq tuyên bố hoàn toàn chiến thắng thành phần ISIS. Quân chính phủ cũng có một số vi phủ an toàn khu phố cổ, nơi từng có các cuộc giao tranh đẫm máu trong những ngày cuối cùng của chiến trận tại đây. Các cuộc giao tranh này cho thấy tình hình ở Mosul vẫn còn nguy hiểm, sau khi các đơn vị quân đội chính phủ Iraq cho hay họ hoàn toàn tái chiếm nơi này, là thành phố lớn thứ nhì của Iraq 3 năm sau khi bị ISIS chiếm giữ. Trong khi đó, thì Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay, trong bản báo cáo công bố vào hôm thứ Ba vừa qua, chiến trận Mosul tạo ra một thảm họa cho thường dân, qua việc ISIS cưỡng bắt dân chúng phải di dời và dùng những thường dân để làm khiên đỡ đạn. Bản báo cáo cũng nêu chi tiết các hành động vi phạm nhân quyền của lực lượng chính phủ Iraq và của liên quân đồng minh do Mỹ chỉ huy.